Chào bạn, nguyên gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn bộ dây câu bình ắc quy có sức chịu tải là 2000 AMP. Đây là bộ dây câu có chiều dài 4 m, tương đương với khả năng câu khoảng cách hai xe tối đa là 3,5 m. Bộ sản phẩm được đóng gói khá là hợp lý trong một cái túi này thì các bạn có thể để gọn trong xe. Và đây chúng ta đang có hai sợi dây, mỗi sợi dây dài tương đương khoảng 4 m, sợi dây đỏ và sợi dây đen, dùng để câu hai bình ắc quy. Cái này rất cần thiết khi chúng ta cần cứu hộ xe bị hết ắc quy, có thể nhờ xe nó để câu được. Vì cái sức chịu tải lớn thì các bạn thấy dây rất là to. Chúng ta sẽ có 4 cái kẹp. Kẹp cực đỏ và cực đen, và cực này cực dương. Và chúng ta thấy là đây bằng đồng. Theo như thông số sản phẩm thì đồng nguyên chất để giúp dẫn điện tốt. Cái này các bạn sẽ kẹp vào trong đó ắc quy. Và các bạn ở đây các bạn có thể quan sát được cái lõi dây đồng với đường kính khá lớn. Ngay bản thân cái đường kính của cái phần cả phần nhựa này chúng ta thấy có đến khoảng 1 cm, khoảng 10 mm, khá là lớn. Đây là phần lõi đồng ở trong. Đây là phần dây đen âm. Các bạn có thể nhìn kỹ hơn phần lõi đồng. Đường kính cả vỏ ngoài là khoảng 1 cm. Chiều dài dây là có thể cứu hộ xe khoảng cách hai xe là 3,5 m. Sức chịu tải là 2000 AMP. Để tìm hiểu kỹ hơn về bộ dây câu bình ắc quy 2000 AMP, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.